vâng xin chào các bạn đến với Việt Devils kênh YouTube của cộng đồng fan mô Việt Nam mình là Cổ đỏ và đây là phần bình luận sau trận đấu giữa Manchester United và Young Boys của mình thì uh, mình cũng không làm từ tối qua mà sáng nay dậy mới làm thôi tại vì xem trận đấu thì nó cũng, cũng khá là buồn ngủ và thật sự là mình chỉ xem nói hết thì một còn uh, lúc mà nghỉ giữa giờ xong rồi nằm nghỉ một lúc xong rồi cơn là ngủ quên xong rồi đến uh, lúc mà tỉnh dậy thì đã gần hết trận rồi nên là mình không chữa xem được chập hai mới và cũng không không nhận xét cho mình nhận xét về cái hiệp 1 thôi về cái 45 phút đầu tiên. Thì uh, trong khoảng 30 phút đầu tiên Các cái, cái bàn thắng mình không xem được tại vì mình cũng ngủ qua cái giờ đấy thì lúc mà dậy thì đang khoảng phút thứ 9 phút thứ 10 rồi thì mô đang dẫn 1-0 rồi. Đấy thì uh, khoảng 30 phút đầu tiên thì mình thấy là mô đá khá ổn. Oh so với những đối với những cái đội hình ra sân với những cái con người dự bị những cái cầu thủ ít được ra sân và những cầu thủ gần như là chả bao giờ được xuất hiện chả bao giờ được có cơ hội đá dưới thời của Ole thì mình thấy là màn thể hiện tương đối là ổn và vẫn thể hiện được cái lối đá pressing cái lối đá ban bật nhỏ luân chuyển bóng nhanh phối hợp một hai chạy chỗ liên tục đấy, cái điều đấy là mình nhìn ra được ở trong ba phút đầu tiên thì lúc đầu mình nghĩ ồ đây là trận đấu mình thấy là quá là quá là ổn tại vì đã toàn những con người dự bị mà vẫn thể hiện được cái lô đá như thế này thì là nó thể hiện nó rất rõ cái cái ý đồ và cái cái chiến lược của huấn luyện viên là cái cái cách mà huấn luyện viên truyền đạt cái tư tưởng và cái chiến lược bóng đá của mình là đang dần được thể hiện ngay cả trên những cầu thủ dự bị nhưng mà tất nhiên là cầu thủ chính đội hình chính chúng ta còn trả đá được 90 phút như thế này thì đội hình dự bị không thể nào đá thế này 90 phút được và bằng chứng là gần cuối hiệp một và hình như là cải hai nữa thì mình đọc mình comment khác thôi thì cả hai là chúng ta đá cũng không phải là một đá rất là buồn ngủ đá cũng vật vờ ở thứ cầu thủ không không thể hiện được gì thì mình nghĩ là dễ hiểu thôi nhưng mà có một cái vấn đề mình nghĩ là chúng ta cần phải nhìn nhận công tâm khi mà đánh giá một cái trận đấu toàn cầu thủ giới bị tại vì sao tại vì khi mà để toàn những cầu thủ giới bị đá cùng với nhau thì nó sẽ rất khác nếu như mà một cầu thủ, một trong những cầu thủ dưới bị đấy được thay trong một cầu thủ đá chính ở trong cái đội hình chính tại vì là họ được đá cùng với những cầu thủ đã suốt ngày đá liên tục và suốt ngày đá cùng nhau cho nên là cái cái cách thể hiện và cái cái độ gắn kết nó sẽ khác nhau Thế còn bạn cho 11 cầu thủ gần như là cháo giờ đá cùng nhau mà không được đá với nhau nhiều là một và không được đá nhiều là hai thì rõ ràng là họ không thể nào gắn kết không thể nào thể hiện được như là cho những cầu thủ đá chính đã với nhau hoặc là chỉ thay một người thôi thì cái người mới vào đấy thì có thể người ta sẽ cần thời gian để tích nghi hơn với kiểu chín 10, 10 người còn lại nhưng mà những người còn lại bản thân người ta đá với nhau đã đã nhuyễn đã hiểu nhau đã phối hợp các thứ được rồi cho nên là cho nên là cái cái sự cái 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 màn trình diễn thì nó nó sẽ không bị chặt chắn đội chính ở đây đội 11 một cầu chính ở đây thì cái đội hình mà 10 cầu thủ chính với một cầu thủ dự bị thì nó sẽ khoảng ở đây thôi còn cho đến 11 cầu thủ 10 cầu thủ dự bị vào thì nó sẽ tụt xuống đây chẳng hạn đấy thế nên là chúng ta không chúng ta nhìn nhận chúng ta phải phải khách quan một chút xong rồi phải xem là từng cầu thủ đá vị trí xong rồi đá cùng cái người đá cùng với mình cái người phối hợp cùng với mình là ai thì người ta mới, thì chúng ta mới đánh giá khách quan được chứ chẳng hạn cái trận ông vừa rồi mà cho Bruno và đá chính chẳng hạn, cho Ronaldo đá chính thì trông nó cũng như khi chắc là nó cũng lạc lõng thôi, nó cũng không thể hiện được gì tại vì họ đã cùng với những con người mà cũng không phải là quá được đá bóng quá nhiều và được uh, vẫn phải cần thời gian để lấy lại cái cảm giác ra sân, cảm giác đá bóng thì rõ ràng là họ sẽ không thể hiện được. Thì cái chậm rồi thì mình chỉ muốn nói mình một vài cầu thủ và mình để ý đấy trong hiệp một nhất là trong 30 phút đầu tiên. Thì đầu tiên chắc chắn là phải nói đến Dean Henderson thì cái hình ảnh mình nhìn thấy ở Impression trong uh, 3 phút đầu và trong hiệp một thì hoàn toàn là giống như là một cái phiên bản trẻ hơn của uh, Neuer. Thì uh, mình thấy đây là một điều nó tương đối là tích cực là cái cái cách Impression thể hiện là chủ động lao ra khỏi ngoài bóc rất là rất là nhanh và rất là nhiều tình huống lao lên đá như một sweeper, đá như một kiểu hậu vệ thứ ba của một. Mình thấy là đây là một cái 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 dấu hiệu tốt và cái sẽ là đi ra sân mình nghĩ vẫn sẽ là một phương án lâu dài của mô để thay thế cho David Deer sau khi David Deer giải nghệ mô hay gì đấy Bởi vì đây uh, sơn thì vẫn còn trẻ và cái cái nếu mà đi ra sân chịu bây giờ là có thể là ra đi cho mượn và trong vòng khoảng, khoảng một năm rưỡi hai năm sau đấy quay lại bắt chính thì mình nghĩ là rất là ổn thì sân hoàn toàn có đủ những cái tố chất của một thủ môn hiện đại một thủ môn theo cái phong cách như kiểu nói là Edison uh, Edison gì đấy tất nhiên là cái khả năng phân uh, phân phối bóng bằng chân thì có thể là sẽ vẫn phải còn cải thiện hơn nhưng mà cái khả năng đấy của Di San mình nghĩ là vẫn còn tốt hơn đã biết để rồi và những cái trận vừa rồi trên Di cũng thể hiện được những cái pha phản xạ và những cái pha ra vào rất là hợp lý nên là cái bàn thua thì không có lỗi của Di San đấy thì uh, mình nghĩ là Di San là một cái điểm sáng mình nhìn ra được trong cái 45 phút đầu tiên của trận đấu vừa rồi. Còn uh, những cái điểm uh, gọi là điểm tối đi, thì thì khổ thân Van der Beek thì trận này thì chắc là Van der Beek chắc là cũng là một trong những người tương đối là sẽ bị chỉ trích nhiều. Nhưng mà chỉ trích thì thực sự là cái cái bàn thua thì cũng là một phần, thì để mất bóng thì cũng như là những cái pha mà Fred để mất bóng thôi thì cái đấy là cũng hay xảy ra nếu như mà trong một cái cầu thủ đá cái vị trí không phải là vị trí sở trường của người ta tức là đã Văn biết chậm rồi thì đã gần như là đã CDM không hẳn rồi tại, thực ra mình không biết là chậm ở mô đá cái đội hình gì nữa đã 5 4 hai là để tập mắt thì còn khi bị kéo giống đá trung vệ cho nên là cái sự bọc lót giữa trung uh, vệ và tiền vệ phòng ngự thấy nó nó không ổn lắm nên chung là cái đây là cái thử nghiệm của đấy thì chúng ta chấp nhận thôi kết quả như nào thì chúng ta phải chịu nhưng mà Kì, uh, nếu như mà chỉ trích văn với quá nhiều thì mình thấy cũng không không quá thỏa đáng tại vì đấy tức là nhiều cầu thủ khác đã không phải là đúng vị trí đúng sở trường cho nên là văn nó biết lắp vào một cái bộ máy nó cũng không phải là chân chu là nó nó có thể vận hành một cách gọi uh, là không có vấn đề gì thì khi mà lắp văn nó vào một cái, cái đội hình nó, 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 có thể gọi là nó lệch lạc hay là nó không chuẩn chỉnh thì cái việc mà Van thể hiện không tốt thì mình nghĩ cũng là điều dễ hiểu thôi và tất nhiên cái 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 ta phải nhìn nhận thêm là những cầu thủ khác đã chính như là Fred McTominay đã được đá rất nhiều và cũng đã mắc rất nhiều sai lầm đã được bị chỉ trích rất nhiều rồi thì Van với cái việc là đã không được đá nhiều không được thể hiện nhiều và mới chỉ gần đây mới chỉ được đá một hai trận xong rồi sau đây vẫn phải dự bị nhiều thì chúng ta cũng không không nên gọi là quá đay nghiến và quá phản ánh uh, tức là phản ứng một cách tiêu cực với cái màn trình diễn này của Van cũng như là các cầu thủ dự bị khác tại vì chúng ta đã bảo là cho họ cơ hội thì cơ hội thì không phải là cứ cho cơ hội là phải nắm bắt được là phải chắc chắn là cho cơ hội mà phải đá hay được tại vì nếu mà chỉ cho một cơ hội mà họ đá hay được ngay ấy, mà họ thể hiện được như là những cầu thủ đá chính ấy. thì họ đã không phải cầu thủ dự bị họ đã là cầu thủ đá chính rồi còn nếu mà bảo là cho họ cơ hội, xong rồi bây giờ cơ hội họ không nắm bắt được, họ mắc sai lầm cái thứ mà lại bảo là từ giờ không bao giờ cho họ đá nữa, không bao giờ cho cơ hội nữa thế, thế không gọi là cho cơ hội, như thế gọi là gọi như là kiểu vứt vứt một cái mất một cái thằng không biết tập bơi xuống bể bơi, xong rồi bảo nếu mà bây giờ mày biết bơi được thì tao cho mày đi thi Olympic, chả ai làm như thế? thế? Nên là nhìn nhận thì nó phải công tâm một chút, tức là đấy toàn cầu thủ dự bị đáo nhau thì không không thể nào đòi hỏi là nó cái mặt trình diễn nó quá là thuyết phục hay là nó quá là uh, đẳng cấp hay gì đâu. Có như thế nào thì ta như thế thôi. Thì Kết quả nó như thế thì chúng ta mới càng nhìn nhận được là cái có, có cái sự gọi là tranh lệch trình độ giữa đường chính và đường dự bị thì cái đấy mới là cái để cho huấn luyện viên và cho ban huấn luyện uh, tập luyện cho các cầu thủ dự bị có cái có cái uh, có cái động lực để người ta thay đổi để người ta phát triển để người ta cải thiện cái khả năng của mình chứ còn nếu như mà cứ bảo là bây giờ dự bị bảo những cầu thủ này dự bị chỉ buôn đời dự bị thôi, không bao giờ có khả năng đá chính được thế thế thì ai còn muốn phấn đấu ai còn muốn cố gắng nữa để thi đấu cho câu lạc bộ đúng không cho nên là nhìn nhận nó phải công tâm tức là nhận xét đúng đừng là đá không tốt đá không thì, thì 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 nhận xét như thế là chả vấn đề gì nhưng mà vì sao họ đá không tốt và cái nhìn một cách khách quan hơn thì Đấy, có những cái lý do là những người đã cùng với họ thì cũng chả phải là những người đã chính hay là gì cả nên là không không đừng kỳ vọng quá nhiều để rồi sau đấy lại phải gọi như là trách mắng về chỉ trích thậm tệ những cầu thủ dự bị mình nghĩ là không đáng tại vì ngay từ đầu chúng ta đã xác định đây là trận đấu vô thưởng vô phạt không có cái không được cái lợi lộc gì cái trận đấu này và thậm chí là chúng ta còn hơi bị bất lợi một chút là bây giờ Wan là còn bị chấn thương lên cáng giờ khỏi sân thì mặc dù chúng ta luôn chỉ trích luôn lấy con ra làm trò đùa làm trò cười nhưng mà Benzema thì bây giờ chắc vẫn là cái hậu vệ phải tốt thứ nhì ở câu lạc bộ sau Diogo đó thế bây giờ con bị chấn thương thì bây giờ cho ai vào đá thay nếu như mà những trận mà Diogo đó không cũng bị chấn thương hay là không không đảm bảo thể lực hay là muốn đơn giản là muốn được nghỉ ngơi muốn được xoay vòng thì đấy là, cái giá trị của các cầu thủ dự bị thật sự là nó quan trọng hơn rất nhiều những gì chúng ta nhìn nhận chúng ta nhìn thấy trên sân vì không đội bóng nào có thể vô địch chỉ với 11 cầu thủ được. Chúng ta phải vô địch với uh, 18, 20, 25, 23 cầu thủ đấy. Nó phải là toàn bộ cái sự đóng góp của từng cầu thủ. Ngay cái việc những cầu thủ này sẵn sàng ngồi trên sân à ngồi trên ghế dự bị sẵn sàng ra sân bất kỳ lúc nào. Điều đây cũng là một điều quan trọng Mà cũng là một điều vô cùng cần thiết và vô cùng thiết yếu cho cái sự cạnh tranh của bất kỳ một đội bóng nào là cái đội hình dự bị nó phải luôn sẵn sàng và luôn phải có cái tính cạnh tranh thì để trận đấu nếu mà bảo là cho bất kỳ một trận nào để chúng ta có thể thử nghiệm đội hình và làm những cái thứ như là Ronaldinho làm thì chắc chắn là trận đấu này đó trận đấu không có một cái ý nghĩa gì không có một cái thay đổi gì cho cái cục diện ở xem dải của Manchester United chúng ta đã chắc chắn nhất bảng trước cái vòng đấu này rồi không có một cái cái vấn lý do gì mà chúng ta không thử nghiệm và chúng ta không Uh, cho những cầu thủ trẻ, cho những cầu thủ dự bị cái cơ hội ở trận đấu này. Cho nên là mình không mình không nghĩ quá nhiều về cái màn trình diễn này là cái tỷ số này. Mình chỉ thấy là những cầu thủ nào đã thi đấu tốt thì đấy là điều mừng cho người ta. Những cầu thủ nào thi đấu chưa tốt thì một mặt nào đấy cũng tốt cho người ta là để người ta hiểu là mình cần phải làm gì, mình đã làm điều gì sai và cần phải thay đổi như thế nào để tăng cái khả năng được tạo cơ hội nhiều hơn, tăng cái khả năng được. Uh, có thể cạnh tranh một vị trí trong đội hình chính Chả như Bailey màn trình diễn Bailey mình nghĩ là cũng ổn cũng có những pha tắc bóng rất là hay nhất là chuẩn chỉnh những pha phá bóng hàng đầu nhưng mà mình thấy rất là ok nhưng mà đã cùng đã cặp cùng với mắt tích không sao lại cho đã cặp cùng Matic thì thì đó. nhưng trong là Bailey hoàn toàn có thể chiếm một vị trí đá chính ở vị trí trung vệ nếu như chọn trong trường hợp Varane vẫn chấn thương chưa sẵn sàng chưa bình phục 100% thì Bailey và Lindelof hoàn toàn mình nghĩ là cũng không kém thì Bailey và à không và Lindelof và đấy thì cầu thủ nào tận dụng được thì nên thì, thì, thì chúc mừng cho người ta còn người ta chưa tận dụng được thì phải nhìn ra vấn đề nó ở đâu và tự thay đổi mình thôi và huấn luyện viên Ronick chắc chắn là cũng sẽ nhìn ra cái điều đấy chẳng hạn như là Lingard hay là trận này thể hiện như cũng chưa tốt những pha phối hợp cũng không không phải là quá có gì xuất sắc so với chính bản thân Lingard tất nhiên là những người vừa cùng Lingard đấy chúng ta lúc nào cũng phải nhìn thấy cái điều đấy không phải là Rondo hay là Rashford hay là Sancho mà là Ahmad. Ahmad thì là trận trận này thì mình trong những lúc mình xem được thì mình thấy Ahmad thì đấu cũng tương là nhìn thấy được là cái phẩm chất của Ahmad là gì, cái khả năng cầm bóng, khả năng ban bật nhanh, khả năng dây bóng, mình thấy là cũng cũng có tiềm năng nhưng mà đấy tức là lâu lắm rồi cũng chưa được đá và cũng không nói chung là nếu mà lần đầu đá trong một cái đội hình mà một cái, 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 cái phong cách mới như của Ranić như thế này thì cũng khó mà ngay lập tức có thể thể hiện được ngay cái cái những cái, cái phẩm chất của mình được nên là Amat thì còn quá trẻ nên là mình cũng không muốn nhận xét quá nhiều. Thì, đấy, thì trận này thì mình có ấn tượng nhất là với Dean Henderson thôi, tại vì lúc uh, đấy mình chỉ xem được khoảng bốn bốn phút đầu là nhiều chứ còn sau đấy mình cũng không không xem được mình thì mình không muốn xem lại highlight xong rồi để uh, làm reaction tại vì mình muốn nó tức là mình cảm nhận được gì thì mình nói thôi đấy thì uh, đấy, trận đấu này thì mình không không muốn nói quá nhiều nên là mình muốn kết thúc cái phần uh, reaction của mình ở đây thì uh, nếu như các bạn thích những content như này thì hãy like, share và subscribe cho kênh Việt Devils cũng như là theo dõi bọn mình ở trên uh, Facebook uh, cũng từ hôm qua hôm nay thì cũng có rất nhiều những cái bài những cái post ở trên những cái hang những cái hang à, những cái trận uh, ở trên cái trang Man United Việt Nam chẳng hạn à, thì cũng có những cái bài chia sẻ những cái hình ảnh của Hiếu Zikiray lúc mà đi xem uh, à MU ở Old Trafford và cũng có những cái comment uh, bình luận là recommend cái kênh tức là uh, giới thiệu cái kênh Việt Devils cũng như là kênh Héo thì bọn mình thấy rất là cảm ơn và bọn mình rất là trân trọng những cái những cái uh, gọi như là sự ủng hộ của các bạn đối với cộng đồng và cái sự quảng bá của các bạn với cộng đồng của uh, giúp cho bọn mình thì uh, bọn mình rất là trân trọng cái điều đấy. Đấy, thì bây giờ thì uh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn bãi cháy